Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại công trình chỗ nhà anh Trần Văn Cường ở Quảng Yên. Hôm nay là anh chuẩn bị làm xong cái phần cốt thép phần móng. Anh đã gọi điện cho công ty chúng tôi thì xuống đến để kiểm tra cốt thép phần móng của nhà anh đã đang được làm xong. Thì sau đây tôi mời các bạn cùng tôi đi vào đây, vào công trình để kiểm tra phần cốt thép móng. Đây là bản vẽ. Đây là bản vẽ của nhà anh Cường. Với công năng sử dụng của nhà anh thì là tầng 1 của nhà anh là có một phòng khách, một phòng ăn và một phòng ngủ, WC riêng và một WC ở dưới gầm cầu thang. Còn ở trên tầng 2 của anh thì là có ba phòng ngủ, một phòng thờ và một nhà vệ sinh chung. Nhà sau đây là tôi sẽ cùng với các bạn đi xuống kiểm tra cốt thép phần móng của nhà anh Cường đây. Đây là mặt bằng cốt thép móng của nhà anh. Các bạn cùng tôi đi kiểm tra theo từng trục một. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái cốt pha, xem của nhà anh xem nó đủ chưa. Chiều cao dầm là theo thiết kế là 300-700. Đây của nhà anh thì đã đạt rồi, 33. Và đây là chiều cao cốt pha đây. Dầm 700. Đây chiều cao, còn nếu anh em ai đổ lên thì cao hơn so với thiết kế này. Tầm 6 phân. À, như thế là đạt. Làm thừa hơn so với thiết kế. Đây thì với cái tải trọng công trình của nhà anh là 2 tầng thì bên chúng tôi thiết kế cho anh là dầm là cao 300-700. Miền trên thì là bố trí là 4 cây phi 20 và miền dưới là bố trí cũng 3 cây phi 20. Và đây ở giữa thì được bố trí bằng thanh giảm chiều cao của dầm kết hợp với, đây là thanh chống phình này. Đây là thép chống phình. Đấy. Thép dưới đế móng là được bố trí là phi 12 A150. Đây thép chịu lực chính đây. Đây là thép chịu lực chính của đế móng, là thép dưới. Thép thiết kế là đây. Sẽ nằm dưới đây. Đây, theo thiết kế là đạt đây. Tại giờ tôi đang thiết kế móng này, móng một cái 1m2. Cái móng 1m2 đây đang làm cắt thép là 1m1. Cả cộng bảo vệ nữa là thành 1m2. Là đi A150. Đây, A150 đây. Đầy đủ. Còn nó về chiều đế của cốt pha đây. Móng đang thiết kế là 1m2. Tại đây tôi đo đây là 1m2. Đấy, đã đạt. Và bây giờ tôi kiểm tra cái chiều leo của cốt thép dầm này. Là bẻ móc. Đây thì theo tiêu chuẩn đó là leo tối thiểu phải được 30D. Đây tôi kiểm tra đây. Dầm chỗ leo 30.
30 cộng với bẻ mỏ xuống. Bẻ mỏ xuống là 50, là tổng là 80. À, theo tiêu chuẩn thì là đã đạt. Đấy. Và tôi cũng xin lưu ý một cái số vấn đề quá trình lối buộc của thép dòng dầm móng móng băng này. Hiện tại giờ ở đây thì đang có một cái dầm đang lối theo tiêu chuẩn, nó không được phép lối. Đây. Đây, cái dầm này không được phép lối ở miền trên. Đây, tôi lưu ý với những quý anh chị mà đang chuẩn bị xây nhà, có một số vấn đề lưu ý để về thợ thi công đây. Đó. Tại cốt pha nhà anh chị đây 300 là đủ rồi. Đấy. Các mối buộc thì đều đảm bảo và cái chiều leo của thép dầm thì cũng đảm bảo theo tiêu chuẩn. Chiều dài cây thép thì đây được cắt so le, sau này nay mai là được lối so le. Và một lưu ý nữa là sau này ví dụ ở dưới thì chúng ta sẽ buộc gông ở dưới cộng với buộc thêm gông đai ở trên nữa, để trong quá trình đổ bê tông thì sắt sẽ không bị di chuyển và lệch khỏi tim. Kiểm tra cái chiều thành của cốt pha xem đủ 25 không. Đó, đây là 30, sau này thợ đổ 25 xong vuốt lên. Vuốt lên trên đây. Đây, từ bên mép bê tông 25 đây, vuốt lên trên đây. Đó. Tôi kiểm tra cái đoạn này xem thép sàn dưới xem có đủ không nhá. Đây, hiện tại đây A150 đây là đang là đủ rồi. Đấy, cơ bản là thép của nhà anh Cường thì làm đúng theo thiết kế. Và các mối buộc thì là cũng theo tiêu chuẩn. Neo thép cũng theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Đường thép thì rất là thẳng này, không bị cong keo. Vâng, xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết video của công ty thiết kế nhà đẹp Green trong quá trình kiểm tra cốt thép của nhà anh Cường. Thì ai các anh chị có nhu cầu thiết kế nhà hãy liên hệ với công ty thiết kế nhà đẹp Green với số hotline là 0386 325 566 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại.